Bình Quân không vào Bóng đã chạm cột dọc cột dọc quan nghiệt đã không giúp cho các cầu thủ của Đăng Kiếu Bình Chánh Đưa loạt sút lên lưu ở luật sút thứ 6 luật sút lốc ao Tỷ số chung cuộc là 4-3 dành cho trường trung học phổ thông Nguyễn Đất Thành quận 6 ở trên xuân lân lưu tiếc cho Minh Quân và tiếc cho cao thủ năng khiếu Bình Chánh Nhưng họ đã làm tốt rồi, đã làm tốt ở cho cả xuyên suốt, suốt mùa giải năm nay Nhưng ở lần thứ hai tài đấu họ đã không thể có được chiến thắng trước cao thủ của Nguyễn Thân Anh quận 6 Nhưng cũng đã phải đưa trận đấu vào ở lượt trận loạt sút lân lù sau đó thì chúng ta đã thấy được màn ăn mừng của các cầu thủ Nguyễn Hà Anh quận 6. Tất nhiên rồi, họ là đội bóng vô địch ở Buôn Ma Ná Nam, Trung học phổ thông thành phố Chí Bình mùa giải 2023. Xin chúc mừng, xin chúc mừng các thầy trò của Nguyễn Hà Anh quận 6. Chúng ta đã gặp nhau ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Trung Hải và các trợ lý của mình cùng với các